cháu đích tôn. Bà cho con ăn nha. Mẹ ạ, mẹ con vẫn ốm lắm. Đợt này bà yếu quá, chắc khó lên thăm cháu được. Có gì mẹ đỡ đần bọn con một thời gian mẹ nhé. Mẹ biết rồi, anh không phải nói nhiều. Đi làm gì mà đến tận giờ này mới về? Hôm nay con có gặp khách hàng nên về hơi muộn. Mẹ và nhà con ăn cơm chưa ạ? Mấy giờ rồi mà giờ này còn chưa ăn? Vợ anh ở cử mà đợi anh đến giờ thì có mà chết đói à? Vợ đẻ thì mình phải chịu khó vất vả chút con à. Mẹ có giúp cũng chỉ là phụ thôi. Quan trọng vẫn là anh. Đừng để cho vợ nó tủi thân. Dạ. Vợ anh mới đẻ, còn chưa hết cử đâu đấy. Nào nào, cô Bin của mẹ ăn ngoan nào. Thật chả ra làm sao. Mày sao đấy hả con? Mệt hả? Vâng, hôm nay con hơi mệt. Đây, mày cứ ôm đồm cho lắm việc vào, rồi ốm ra đấy thì khổ. Ôm đồm gì cơ mẹ? Việc cơ quan làm sao con đừng được? Là mẹ nói chung chung. Đi làm đã mệt, về nhà mày phải biết chỉ cho chồng làm đỡ việc. Mày cứ chiều nó quá rồi á, sinh hư. Tưởng mẹ nói gì, mấy việc cỏn con ấy con làm tí xong, để anh ấy làm con lại phải làm lại, mệt hơn nữa mẹ. Mày cứ nghĩ thế nên chỉ khổ thôi con à. Là mẹ chỉ muốn tốt cho mày. Mẹ đang ở đây á, giúp mày. Chứ mẹ về, một mình mày chỉ khổ thôi con à. Bà thông gia thì già yếu, còn trông cậy được gì. Mà nó thì không biết điều, toàn về muộn. Chắc toàn trốn việc nhà để bù khú nhậu nhẹt thì có. Mẹ thì anh ấy có việc của anh ấy. Vâng, chị không phải bên. Thấy chị suốt ngày quay cuồng với mọi việc, chị không thấy xót mình, nhưng tôi xót. Mẹ mình tuy nói hơi quá, nhưng cũng không phải có điều không đúng. Anh ấy suốt ngày về muộn, chẳng giúp đỡ vợ được gì. Ôi bà đây, bà đây. Bà thương, bà thương nào. Cháu làm sao đấy mẹ? Thấy nước sôi, mẹ đang đứng lên tắt bếp, quay lại đã thấy nó ngã rồi. Chỉ bị sưng tí ở đầu. Ừ, cháu bà ngoan, bà xức dầu cho con là hết đau ngay nha. Để con đi lấy dầu. Mẹ ơi, con mới về. Ừ, ba bế nào. Hôm nay con ở nhà có ngoan không? Hôm nay con bị ngã à em? Vâng, lúc sáng sơ ý, chắc con lên cái bàn nên bị ngã nhào xuống nền nhà. May quá, không bị sao, chỉ sưng u tí thôi. Sao mẹ em bất cẩn thế, ở nhà chăm con mà cũng không xong. Anh ở nhà một ngày vừa trông con vừa làm việc nhà thử xem như thế nào. Thôi, để tôi về, anh chị tự đi mà trông nom thằng bé cho an toàn. Ừ, con xin lỗi mẹ, con không có ý nói mẹ. Nói ai cũng thế thôi, anh tưởng trông trẻ con mà dễ à, anh cứ thử làm rồi biết. Mẹ, sao mẹ nghĩ thế? Chị nghe chồng chị nói rồi đấy. Anh xin lỗi. Chỉ vì xót con quá nên anh lỡ miệng, chứ anh... Sao em lại từ chuyện nọ xiên sang chuyện kia vậy? Đang nói chuyện hôm nay cơ mà. Nhân tiện nói luôn, chẳng qua cũng vì bức xúc với anh từ lâu rồi nên mẹ mới thế. Em tưởng anh không biết à? Mẹ có thành kiến với anh. Anh biết thời kỳ có con nhỏ, vợ chồng như mình sẽ vấp váp và vất vả nhiều. Em cũng căng thẳng. Anh... Đấy cũng là do một phần ở anh. Anh yên tâm, mẹ xót con cái nên mới thế thôi. Anh biết là vậy. Anh biết mẹ xót con cái. Nhưng nếu mẹ không thông cảm thì vợ chồng mình cũng sẽ không yên ổn. Rồi cứ suốt ngày căng thẳng thế này, còn tâm trí nào mà lo làm ăn. Anh tưởng em dễ thở lắm hả? Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Đi làm đã áp lực công việc, về nhà mẹ và chồng không yên ổn, chỉ khổ người ở giữa như em thôi à.
Anh hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Chốc nữa anh sẽ ra xin lỗi mẹ. Tại anh nên mẹ nóng giận tự ái, chứ mẹ vốn ruột để ngoài da. Anh biết tính mẹ rồi còn gì, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Để chúng nó khổ tâm thế này, có lẽ một phần cũng là do mình. Xét cho cùng, tại mình xét con rể quá. Mình làm mẹ, làm bà mà sống thiếu bao dung, từ nay phải khác thôi. Cuộc gặp gỡ kẻ ăn mày. Ta nghe sư phụ con nói con ngày càng học hành chểnh mảng, không chịu tu tâm, rèn luyện, thì sau này sao có thể gánh phát được chuyện trong trời đất này? Phụ hoàng, người có thể giải thích cho con một chuyện được không ạ? À? Được, con nói đi. Sau này lớn lên, con sẽ có 100,000 phép thần thông biến hóa, muốn gì được nấy. Thiên hạ nơi nào loạn lạc thì con dẹp loạn, nơi nào lầm than thì con hóa vàng bạc, châu báu cứu giúp. Vậy thì con còn phải tu học làm gì ạ? À? Câu hỏi hay lắm. Nếu đã vậy thì ta sẽ dẫn con du ngoạn hạ giới một chuyến để con mở rộng tầm mắt. Ngọc, cha xem, kia là cái gì mà trông hay quá? Đó là chồng chống. Người xem, cậu bé đó vui chưa kìa? Hạ giới quả là chốn nhộn nhịp ăn vui. Nếu cậu thích thì mua lấy mà chơi. Chơi chồng chống của bọn tớ mà không thấy xấu hổ à? Bố mẹ tớ nghèo lắm, không có tiền mua chồng chống. Các cậu có nhiều chồng chống như vậy, hay là các cậu cho tớ xin một cái đi? Còn lâu, bọn tớ có chơi chán cũng không đến lượt cái thứ bẩn thỉu nhà cậu chơi đâu. Đám trẻ kia thật quá đáng. Để con cho chúng một bài học và giúp cậu bé đáng thương kia có cái chồng chống chơi. Chuyện này tốt nhất chúng ta không nên can dự vào. Tại sao không ạ? À? Còn có 100,000 phép thần thông biến hóa, biến ra một chiếc chồng chống cũng vô cùng đơn giản. Nhưng đôi khi sự giúp đỡ của con chưa phải là điều tốt nhất con có thể làm cho ai đó. Nhưng mà... Đi tiếp thôi con. Lại ông lại cậu, bố thí cho kẻ nghèo khó tật nguyện này vài đồng sống qua ngày. Cha ơi, người này thật đáng thương, lần này con nghĩ chúng ta nên giúp ông ấy. Được rồi, lần này ta sẽ chịu theo ý con giúp kẻ khốn khó này xem sao nha. Ta đang có lòng bố thí tích đức, nhưng ta muốn biết, nếu ta cho ngươi 10 quan tiền, ngươi sẽ dùng nó như thế nào? Nếu được vậy, tôi sẽ chia 10 quan tiền ấy, mỗi ngày tiêu một ít. Như vậy, những ngày sau đi ăn xin cũng không cần đi sớm về muộn nữa. Nếu vậy, ta cho ngươi 100 quan tiền, ngươi định dùng nó để làm gì nào? Ôi, vậy thì tuyệt quá. Tôi sẽ có thể mua một chiếc xe. Sau này muốn đi ăn xin ở đâu, dù xa hay gần, mưa hay nắng cũng thuận tiện hơn. Vậy nếu ta cho ngươi cả 100,000 quan tiền, ngươi định làm gì với số tiền đó? Nào, với số tiền lớn như vậy, ngươi sẽ làm gì để thay đổi cuộc đời mình? Cảm tạ quý nhân, thật cảm tạ quý nhân. Ân đức này của người còn lớn hơn cả ngọc hoàng trên trời cao. Để xem nào, tôi chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Nếu có cả 100,000 quan tiền, tôi sẽ mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất đất nước này. Những khu vực phồn hoa thường là những nơi xin được nhiều tiền nhất. Chưa nói đến việc tôi có thể đuổi hết tất cả những tên ăn mày khác hoạt động ở lãnh địa của tôi. Quyết không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Tại sao? Tại sao ông không nghĩ đến việc dùng số tiền đó để thay đổi cuộc sống của mình? Một cuộc sống khác, việc làm khác chẳng hạn. Con đang suy nghĩ về điều gì vậy? Con đang suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại như vậy? Con biết không? Người ăn xin kia vốn đã quen với sự bố thí của người khác. Vì vậy, dù cho con có ban cho ông ta bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cơ hội, ông ta vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ của một người ăn xin. Tư duy vốn là thứ quan trọng quyết định cả cuộc đời của một người. Đó chính là lý do ta không muốn con làm phép giúp cậu bé kia có được chiếc chồng chống. Nếu làm vậy, sau này cậu ta cũng lại giống như người ăn xin này, xin tính ỷ lại vào sự bố thí của người khác.
Ta muốn cậu bé lấy sự khinh miệt của đám trẻ kia làm động lực cố gắng. Chúng ta không thể giúp ai đó cả đời, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách giúp họ tự vươn lên mà thôi. Con hiểu chứ? Con hiểu rồi, con đã quá ngu muội rồi. Vậy sau chuyến đi lần này, con có nghiệm ra được điều gì về sự tu học của bản thân không? Con đã sai rồi, con không nên ỷ vào phép thần thông biến hóa mà coi nhẹ việc tu học, rèn luyện tâm tính. Chuyện tu học, rèn luyện tâm tính chính là cách giúp con mở rộng tư duy và suy nghĩ đúng đắn. Điều đó sẽ giúp con biết nhìn nhận sự việc và xử lý mọi việc ở trần gian một cách đúng đắn nhất. Con đã hiểu thưa Phụ Hoàng, nhưng... Nếu đã hiểu, vậy còn điều gì khiến con băn khoăn suy nghĩ như vậy? Con đang nghĩ chúng ta phải làm gì để giúp người ăn xin kia thay đổi suy nghĩ và tư duy, thay vì dùng phép biến hóa ra tiền của để bố thí. Đó cũng là chuyện mà ta đang nghĩ. Con biết không, đây mới chính là chuyện đau đầu khó nghĩ nhất mà các bậc thần tiên như chúng ta phải làm cho nhân gian. Thì ra mọi chuyện của nhân gian không đơn giản như con nghĩ. Đến giúp đỡ một người cũng cần suy tính nhiều như vậy. Được rồi, chúng ta hãy trở về thiên đình ngẫm nghĩ chuyện này. Ta rất mong chờ được nghe cao kiến của con đấy. Từ sau cuộc gặp gỡ ấy, Thái tử trở về thiên đình và bắt đầu chuyên tâm học hành, rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, người còn thường xuyên cùng Ngọc Hoàng hạ phàm, quan sát và giải quyết những vấn đề của nhân gian. Bà Chúa Ông. Ngày xưa, tại một vùng thôn quê yên ả, có một người học trò nghèo ở với mẹ già. Ban ngày, chàng vất vả lên rừng kiếm củi lấy tiền trang trải cuộc sống. Đêm đến, chàng lại miệt mài đèn sách. Ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi ngày lên kinh đô cũng sắp tới gần. Hôm ấy, như thường lệ, chàng vừa gánh củi bước vào sân thì mẹ chàng đã chờ sẵn ở sân. Mẹ chàng ân cần hỏi han. Con đã đi hái củi về rồi đấy à? Dạ. Mẹ chàng ân cần cầm tay chàng dặn dò. Sáng mai đã lên đường trảy kinh rồi, con nghỉ ngơi dưỡng sức đi, khỏi lo cho mẹ. Mẹ ở nhà rau cháo qua bữa thế nào cũng được. Chàng thư sinh trong lòng đầy băn khoăn. Mẹ à, con trai bất hiếu chưa kiếm được cho mẹ một nàng dâu để phụng dưỡng. Con lên kinh thành chuyến này, trong lòng thấy bộn bề ngổn ngang quá. Tại nhà mình nghèo nên không ai dám về làm dâu. Chuyến này hãy gắng lên nha con, bỏ công bao ngày tháng đèn sách, con hãy gác mọi chuyện qua một bên đi. Chàng đưa ra túi tiền dành dụm kiếm củi bấy lâu trao cho mẹ già. Ừ, mẹ à, mẹ cầm mấy đồng tiền này. Đây là tiền bán củi mấy hôm con dành dụm được, để mẹ đề phòng thuốc thang lúc đau ốm. Người mẹ già kiên quyết từ chối. Thôi thôi, không được, con cầm đi mà lo lộ phí đi đường. Chàng trai lại rất lo lắng cho mẹ già một mình ở nhà, lòng chàng ngổn ngang như lửa đốt. Ừ, mẹ à, con thân trai tráng, lại có sức khỏe, nên sẽ làm thuê làm mướn, lấy chỗ ăn chỗ ngủ. Mẹ khỏi lo cho con, chỉ xin mẹ ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe thôi. Bà mẹ xúc động, chỉ biết nắm chặt lấy tay con. Ừ, cứ yên chí lên đường, toàn tâm toàn ý làm bài cho tốt đi con. Mẹ ở nhà đã có làng xóm láng giềng, con chớ phải lo cho mẹ. Vậy là ngày hôm sau, chàng trai lên đường. Đường đến kinh thành xa xôi hiểm trở, mà chàng chỉ có mấy đồng tiền lẻ làm lộ phí đi đường. Vậy cho nên trên đường đi, cứ thấy ai thuê gì là làm đấy, không từ nan một việc gì để có thể đến được kinh thành. Chàng gánh nước, bốc hàng, dọn cỏ. Lần ấy, chàng đi qua một khu rừng vắng, trời thì bắt đầu mưa rã rích. Chàng thoáng giật mình vì trời mưa đang tối rất nhanh. Chàng nhìn quanh tìm kiếm một bóng người, nhưng không có ai, chỉ có tiếng gió và tiếng hú của thú rừng vọng lại. Trời ơi, xung quanh đây hoang vắng, không một bóng người, trời thì bắt đầu đổ mưa, làm sao có được chỗ nghỉ chân đây? Trong khi chàng đang ngó nghiêng, thì chợt tảng đá phía dưới chân chàng sụp xuống. Chàng trai bị cuốn xuống dưới vực. Chàng trai nằm mê man bất tỉnh mấy ngày liền. Rồi một tối nọ, tiếng kẹt cửa đánh thức chàng tỉnh dậy. Khi ngồi dậy, chàng thư sinh vô cùng ngạc nhiên, không biết là mình đang ở đâu. Chàng không hề có một ý niệm gì về nơi này cả. Ngôi nhà ở trong rừng lạ lẫm,
những ký ức về buổi tối hôm chàng bị ngã xuống dưới vực dần dần hiện về. Luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm chàng cảm thấy lạnh vô cùng. Trong phút chốc, gió ngừng thổi. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng, mờ ảo trong sương khói ma mị của buổi tối mưa. Cảnh tượng trước mắt chàng nhìn thấy khiến chàng thật sự hoang mang. Chàng liền nhanh chân men theo từng bước ra ngoài cửa. Bất chợt trong đêm tối, một tiếng nói con gái thảm thiết vang lên. Gió mạnh quá, cành cây thứ ba lại sắp gãy rồi. Vừa tức thời, một luồng gió mạnh đập vào, cành cây thứ ba trước sân gãy gập xuống kêu răng rắc. Chàng trai hốt hồn bám vào tường rong rêu, người chàng run lẩy bẩy. Giọng nói người con gái lại não nề vang lên. Mưa gió thế này chắc là sẽ lạc nhiều đấy. Ở cái tủ thứ bảy còn nhiều con đang chờ chưa được vào. Chàng trai vẫn chưa định thần lại được thì một giọng nói già rờn rợn vang lên. Đúng rồi, tủ thứ sau cũng thiếu nhiều, hay để tôi đi bắt cho. Chàng trai sợ hãi nói. Không thấy người mà chỉ thấy tiếng nói và bước chân thôi. Lẽ nào ở đây toàn những hồn ma lẫn khuất đi lại trò chuyện với nhau thôi. Nhất định phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Nghĩ vậy, chàng liền nhón chân đi men theo bờ hè ra ngoài. Chàng đi đâu vậy? Trong đêm tối mờ mờ, trước mắt chàng là một cô gái mù. Chàng trai sợ hãi ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Khi chàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Chàng ngồi bật dậy khi thấy đứng bên giường là cô gái mù, bà cô già đứng bên cạnh. Chàng định bước nhanh ra khỏi giường thì cô gái lên tiếng. Chàng mới bị thương chưa khỏi hẳn đâu, xin hãy ở lại đây thêm một vài hôm nữa, đợi đến khi nào khỏe hẳn rồi hãy lên đường. Thế nhưng chàng vẫn nhất quyết đòi lên đường. Không, giờ tôi phải đi ngay. Cô gái mù và bô già nhìn nhau. Cô gái nói giọng ân cần. Vết thương của chàng đã gần ổn rồi, tuy nhiên đi lại bây giờ vẫn chưa an toàn đâu. Bô già bây giờ mới kể lại. Cậu yên tâm, chúng tôi không phải người xấu hại cậu. Mấy hôm cậu bị thương nằm sốt ly bì, cô tôi đã thức suốt đêm để đắp thuốc và chăm sóc cho cậu đây. Nếu không có cô ấy đêm ngày chăm sóc thì có lẽ bây giờ tính mạng của cậu đã nguy rồi. Chàng trai ngỡ ngàng trước ân tình của cô gái lạ, mà chỉ vài giây trước trong lòng chàng vẫn còn đầy hoài nghi. Ơn cứu mạng này tôi xin ghi tạc trong lòng, dẫu có chết cũng không dám cô đơn hai người. Nhưng tôi có băn khoăn. Có điều gì chàng cứ nói. Tôi không hiểu là tại sao hai người lại sống trơ trọi trong khu rừng hoang vắng này. Cô gái trầm ngâm kể. Nhà em xưa vốn là dòng dõi mấy đời làm quan, đến khi cha em già đi, muốn lui về vui thú điềm viên ở quê nhà với nghề nuôi ong. Khi cha mẹ em mất đi, chỉ còn em trên cõi đời này, em đành cùng bô già chuyển vào trong khu rừng ở cho tiện chăm sóc và trông nom lũ ong. Giờ chúng như là người thân của em vậy. Chàng bùi ngùi hỏi. Vậy còn đôi mắt của nàng, tại sao trong đêm mưa giông bão mịt mùng nàng lại biết được tất cả chứ? Không may mắt của em tự dưng bị đau rồi hỏng đi. Nhưng thật kỳ lạ là em lại cảm nhận rất rõ những gì đang diễn ra xung quanh. Chăm sóc đàn ong, thân thuộc từng cành cây, ngọn cỏ. Em cảm nhận được với sức gió ấy, cành nào gãy, bao nhiêu con ong bị lạc. Chàng thư sinh lặng nghe, không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra là vậy, thật cảm động cho tấm lòng thương yêu muôn loài của nàng. Nhưng ta cũng không thể nấn ná thêm được nữa. Ngày dự thi đã đến gần rồi. Phận làm trai, bao nhiêu năm vất vả đèn sách, lại cả mẹ già ở quê nhà cũng đang nóng lòng mong đợi. Ta không thể để lỡ kỳ thi này được. Cô gái mù đầy lưu luyến. Chàng nói vậy, em cũng không thể giữ chân chàng lâu hơn. Nhưng xin chàng hãy đợi chốc lát, để em vào trong chuẩn bị cho chàng nắm cơm ăn đi đường. Từ đây tới kinh thành cũng mất 2 ngày đi nữa đó. Rồi giờ chia tay cũng đã đến. Chàng thư sinh đón lấy nắm cơm cô gái mù trao trong tay như đón nhận tình cảm chân thành của cô gái tốt bụng nơi sơn cước. Chàng vô cùng cảm động. Ân tình này của nàng ta sẽ nhớ mãi về sau. Sau này đỗ đạt nhất định ta không quên ơn này đâu. Thế là chàng dứt áo lên đường, để lại cô gái mù và bô già nhìn theo chàng lưu luyến. Khóe mắt cô gái rưng rưng lệ. Chàng thư sinh cuối cùng cũng đến được kinh thành. Vào phòng thi, chàng đã mang hết tinh hoa kiến thức trong những tháng ngày chàng dùi mài kinh sử.
và cuối cùng, bao công lao khó nhọc của chàng cũng đã được đền đáp. Chàng đã vượt qua được kỳ thi với kết quả cao nhất, được vua ban cho tước hiệu Trạng Nguyên. Bá quan văn võ trong triều, ai cũng ngưỡng mộ tài trí của vị quan Trạng Nguyên trẻ tuổi. Có mấy vị quan lớn trong triều ngỏ ý muốn kết thân với chàng. Một vị quan có tuổi bước ra hồ hởi nói: Trạng Nguyên trẻ tuổi mà tài cao, ta có một cô con gái đang tuổi cập kê, sắc nước hương trời. Nếu quan Trạng không chê, ta xin gả con gái cho. Trai tài gái sắc, đời này dễ ai bị kịp. Một vị khác nhanh nhậu hướng đến chàng: Trai tài gái sắc thì quá thường, quan Trạng văn võ đa tài, con gái tôi lại giỏi cầm kỳ thi họa. Quan Trạng mà chọn con gái tôi, khác nào tìm được tri kỷ chứ. Chàng quan Trạng cúi đầu cảm tạ mấy vị quan, chàng từ tốn bày tỏ nỗi lòng. Dạ cảm ơn các ngài, nhưng tôi mang nợ ân tình với một người con gái. Đã hứa với lòng mình, nay mai trở lại quê nhà, nhất định sẽ tìm và cưới nàng làm vợ. Những vị quan thấy vậy vô cùng tiếc nuối. Họ thấy như mình vừa để mất một chàng rể quý tài giỏi mà lại thủy chung tình nghĩa. Hóa ra là quan Trạng đã có ý trung nhân rồi. Cô gái ấy thật là tốt phước. Đoàn rước của quan Trạng trên đường về quê nhà, quân lính tiền hô hậu ủng, dân chúng chào đón chàng rất đông ở hai bên đường. Bất chợt chàng nhìn thấy một dáng người quen quen. Quan Trạng bèn ra lệnh cho quân lính dừng lại. Kiệu dừng, chàng liền chạy nhanh đến bên cô gái. Nàng có phải là cô gái nuôi ong trong rừng không? Cô gái khẽ gật đầu e lệ đáp lời chàng. Chàng vẫn chưa quên em sao? Sao mắt nàng giờ lại sáng rồi? Em nhờ ông chúa hút được nhị hoa thần và nhã nhị vào mắt mà mắt được sáng tỏ. Sáng nay nghe thấy tin có tân khoa về nên vội vàng tới đây đón đó. Trạng Nguyên cầm tay nàng xúc động. Xin cảm tạ ân tình của nàng. Cũng nhờ nàng mà ta có được ngày hôm nay. Ta luôn mang trong lòng nỗi nhớ nàng da diết. Giờ xin nàng hãy theo ta về quê hương. Ta sẽ sinh với mẹ già cho được kết duyên với nàng. Cô gái khẽ mỉm cười e lệ. Hai má nàng ửng đỏ trước những lời lẽ ân tình của vị quan trẻ. Sau đó đám cưới linh đình của cô gái nuôi ong và Trạng Nguyên đã diễn ra. Đó là một đám cưới linh đình, cờ quạt chiên trống trầm rộ. Và đặc biệt là trong đám cưới ấy, mỗi con ong vàng lại ngậm một bông hoa bay trên đầu cô gái, đẹp như một đám mây ngũ sắc vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!